Quang cảnh là ở chỗ mình đang đứng shopping. Đây là shopping Ross. Nay mình đi shop, đi khám bệnh xong rồi ghé Ross. Cảnh vật hôm nay trời là quang mây tạnh, trời đẹp. Ở đằng xa kia là cái building kia là ở đây Rót nè, chữ Rót nè. Mỗi ngày thứ ba, thứ ba hàng tuần đi shopping. Vừa mới đi khám bệnh xong về đi shopping luôn. Đó, đây là Rót. Quang cảnh phía ngoài quay vô. Đó, người ta đang xếp hàng tính tiền nè. Đó, người ta đang tính tiền. Đó, này là bảo vệ. Bảo vệ đứng canh ở đó. Đứng canh, người ta vô là chào.
giờ ngồi ở đây đợi, ngồi để đợi đợi mẹ mẹ mua đồ thử đồ gì đó. Bảo vệ có quyền, có nhiệm vụ chào.